Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra thực tế dự án nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Ngọc Trâm tại cụm công nghiệp xã Ba Động, huyện Ba Tơ. Dự án nhà máy sản xuất ván thép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Ngọc Trâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư vào đầu năm 2017 và đến quý 1 năm 2018 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, dự án triển khai không đúng tiến độ. Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyết định gia hạn đến hết quý 1 năm 2020. Sau đó, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện không đúng tiến độ và được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án đến quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành đi vào hoạt động. Vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là cơ quan có thẩm quyền chưa cho thuê đất, nhưng nhà đầu tư đã thực hiện xây dựng các hạng mục công trình dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai. Đại diện chủ đầu tư thừa nhận việc làm của nhà đầu tư là không đúng quy định, xuất phát từ việc mong muốn xây dựng sớm để dự án nhanh chóng đi vào hoạt động. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng nguyên nhân khách quan dẫn tới dự án triển khai không đúng tiến độ là do trong thời gian lần đầu cấp chủ trương dự án này, từ năm 2017 đến năm 2019, dự án vướng khâu đền bù giải phóng mặt bằng. Sau khi gia hạn đến quý 2 năm 2021 lại bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp và cơ quan liên quan dẫn đến vi phạm của dự án nhà máy sản xuất ván thép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Ngọc Trâm. Để xảy ra vi phạm này, trước hết thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Ngọc Trâm. Vi phạm của doanh nghiệp đã quá rõ ràng, doanh nghiệp đã thừa biết là mình vi phạm, nhưng trong các buổi đối thoại giữa chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với doanh nghiệp thì doanh nghiệp luôn kêu ca phàn nàn phản ảnh về việc chậm trễ trong cái việc giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp đối với các sở ngành và địa phương. Tôi cho đây là cái tinh thần, cái ý thức của doanh nghiệp không cao, cái lỗi của mình nhưng đổ lỗi cho trách nhiệm của các sở ngành địa phương là không được. Tinh thần này không cao thượng, cho nên Ngọc Trâm cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cái thứ hai là lỗi này xảy ra một phần là do cái trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương từ cấp xã, cũng thể là xã Ba Động và đến lãnh đạo huyện Ba Tơ. Vì đất này đã được tỉnh giao cho cụm công nghiệp quản lý, mà anh đã quản lý rồi thì anh phải có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện trên cái mảnh đất, diện tích đất mà được cấp có thẩm quyền giao cho anh quản lý, nhưng anh không làm hết cái trách nhiệm này thì trách nhiệm cụ thể trực tiếp là cụm công nghiệp Ba Động, Ủy ban Nhân dân xã Ba Động và Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ ra soát toàn diện dự án, xác định rõ đâu là trách nhiệm của doanh nghiệp, đâu là trách nhiệm của chính quyền. Trên cơ sở đó, nhận hình thức xử lý trách nhiệm do để xảy ra sai phạm này. Từ đó đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng giải quyết cho doanh nghiệp. Vì đến nay, dự án đã xây dựng cơ sở hạ tầng gần hoàn thành. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với sở ngành liên quan, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo hướng tiếp tục cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng để sớm đưa vào hoạt động, nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng lĩnh vực lâm nghiệp có sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, định hướng của tỉnh chưa rõ ràng nên cho phát triển các dự án chế biến dăm gỗ quá nhiều, dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Việc thu mua keo non xảy ra dẫn đến giá trị gia tăng từ cây keo thấp và làm ảnh hưởng đến môi trường, xói lở đất ở các đồi núi. Vì vậy, định hướng của tỉnh là từ năm 2024 trở đi sẽ không cho xuất khẩu dăm gỗ thô như hiện nay. Định hướng của tỉnh trong những năm đến, đặc biệt là bắt đầu từ năm 2024, lặp lại cái trật tự trong các việc quản lý, khai thác và xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn tỉnh. Chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh là kể từ năm 2024 không cho xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn tỉnh. Cho nên chủ trương này các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác lâm nghiệp cần phải có cái định hướng để mà chuyển hướng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp
với định hướng của tỉnh trong thời gian đến. Vì sao không cho xuất khẩu gỗ giam? Vì qua thống kê thì cái giá trị gia tăng của cái việc trồng keo, bán keo và xuất khẩu gỗ giam là không có giá trị gia tăng cho người dân, cho nên là không nâng cao được cái thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là người dân các cái huyện miền núi có cái vùng nguyên liệu trồng keo lớn. Và từ đó tỉnh đưa ra cái chính sách là chế biến sâu đối với cái keo trồng để làm sao cái giá trị gia tăng trên một cái diện tích đất của bà con được nâng cao và chúng ta có cái sản phẩm từ gỗ để mà xuất khẩu, để mà tăng cái thu nhập cũng như là khẳng định cái giá trị, cái vai trò vị trí của ngành nông nghiệp nói chung, trong đó có lĩnh vực nông lâm nghiệp phát triển trong thời gian đến một cách bền vững và góp phần cho phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong việc cái số đó giảm nghèo, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân nông thôn, nhất là người dân các huyện miền núi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho rằng thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp chưa chấp hành tốt theo quy định chủ trương đầu tư về tỷ lệ xuất khẩu giam gỗ và chế biến sâu. Yêu cầu các doanh nghiệp phải chấn chỉnh việc này. Nếu vi phạm, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xử lý và rút giấy phép hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương cần khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm xây dựng trong khi chưa cho thuê đất đối với tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.